Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình cập nhật cho bạn một cái thông tin rất là vui là dự án Smart Layer mà trước đây mình đã có một cái video hướng dẫn bạn về cái cách mình tham gia dự án để mà nhận cái ESOP hay là gì cho Wax Tip thì chính thức sang ngày hôm nay dự án đã thông báo là niêm yết cái đồng SLM là đồng quay dự án ở trên nền tảng sàn giao dịch là OKX, và OKX thì cũng có một cái bài thông báo là thời gian đếm ngược để mà giao dịch niêm yết cái đồng coin này trên nền tảng OKX. Thì trong nội dung này mình sẽ là hướng dẫn bạn cái cách làm sao để mình rút cái đồng cái điểm coin mình kiếm được này về cái ví nhé. Thì thứ nhất là cái nguồn cung mà tối đa của dự án này rất là khan hiếm là có là 100 triệu token SLN, và cái phân bổ cho ESOP ấy thì cái phân bổ cho ESOP thì nó phân bổ cho ESOP thì nó chỉ được là 2% là cộng đồng được ESOP nhé. Còn những cái trên là những cái vòng mà họ bán trước hay là team nắm giữ ấy, thì mình làm ESOP mình quan tâm là cái ESOP này. Như vậy thì 100 triệu mà 2% thì nó cũng rơi khoảng độ là 20 2 triệu nhé, 2 triệu token này được phân bổ cho là ESOP. Thì như vậy các bạn sẽ đăng nhập lại cái đường link mà trước đây các bạn đã tham gia vào cái sự kiện này. Thì cái đường link này mình cũng để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video để cho bạn lấy. Và các bạn đăng nhập lại bằng cái mail. Ở đây thì mình nói qua một chút là lúc trước mình vào đấy thì mình chỉ có là 350 cái điểm này thôi. Tuy nhiên thì ở cái danh mục mà mình tìm kiếm ở đây nó sẽ có một cái phần cái phần ESOP này thì cho mình tạo ví. Đây là cái ESOP của là dự án Smart Layer đấy. Thì khi mình tạo cái ví này thì mình vào mình claim thêm những cái phần thưởng ở đây, thì mình nhận được thêm ấy, tổng cộng mình đang kiếm được là 1.850 điểm thông qua cái việc mình mới claim những cái nhiệm vụ đây. Thì ở đây có một số nhiệm vụ thì cần giao dịch và một số nhiệm vụ thì nó là miễn phí. Khi mình tạo ví thì mình sẽ nhận được là trên 1.000 cái điểm coin là Joy ID ở cái mục này là cái ví. Thì cái ví này khi mình tạo nó cũng không phải là tạo theo dạng là 12 cụm từ ghi nhớ đâu, mà mình cứ tạo và mình lưu lại cái key của ví thôi. Thì sau khi mình tạo xong quay lại đây mình claim được là cái điểm Joy ID nhá. Thì đây nó đang hiện cho mình thấy là 105 điểm Joy ID này. Còn cái danh mục này là cái mục mà mình sẽ vào đây mình claim mỗi ngày. Thì đối với cái mà mình claim thêm ấy thì nó nằm ở cái mục trang chính này, nó sẽ có một cái mục nhiệm vụ. Rồi như vậy lúc trước mà mình đang có là 350 điểm mà mình bây giờ đang có là 1.850 điểm là mấy phút trước ấy, mình kéo đây mình bấm bên là đặc quyền này. Thì nó hiện lên là ba cái danh mục này, những cái danh mục này là mình không vào, còn cái danh mục bên này mà bây giờ đang báo là được tiết lộ này thì là cái phần mình vào mình tạo cái ví Joy ID này, và mình có claim cả hai bên này, bên này là bên những cái nhiệm vụ và bên này là phần thưởng hàng ngày. Thì đây là cái ví của nó, và khi mình tạo cái ví này thì nó cho mình thêm cái điểm. Mình thấy quay lại đây mình được là 1.850 điểm. Thì không biết cái nhiệm vụ này nó còn cho mình claim nữa hay không vì thời gian mà niêm yết cũng sắp đến. Thì như vậy cái đường link mà vào tạo ví này thì các bạn bấm chỗ bên dưới nhiệm vụ, nhìn thấy chỗ đặc quyền này thì nó hiện lên đây, các bạn bấm đây mình tạo ví. Còn nếu mà nó không cho mình làm nữa thì các bạn cứ vào đây thì mình đăng nhập lại cái mail và đăng ký dự án thì mình sẽ liên kết ví để mà dự án sẽ phân phối cái điểm coin này sang cái đồng coin dự án là đồng SLN. Và như vậy cái quy trình để mình liên kết ví, mình claim điểm coin này sang đồng coin về ví thì các bạn sẽ làm cách như sau. Thứ nhất thì mình sẽ dùng cái tài khoản mail các bạn đăng nhập lại này, và các bạn kéo bên dưới các bạn nhìn thấy cái phần mà dự án thông báo là đề xuất ESOP này, nhiệm vụ đặc biệt liên kết với Smart Card Catalog, ví được sử dụng trong chương trình truy cập sớm năm pass với Smart Layer pass của bạn. Thì ở đây sẽ có chỗ là ESOP sắp tới này, thì yêu cầu mình sẽ bấm ở cái chỗ là kết nối ví nhé. Các bạn bấm ở đây thì ở đây nó hiện một số cái ví, thì các bạn chọn những cái ví nào mà trước đây các bạn đã tham gia vào ESOP của dự án. Chẳng hạn mình trước đây là mình dùng ví MetaMask thì mình bấm là ví MetaMask,
Khi lần đầu bạn bấm thì cần phải là xác minh ký ví nhé, do mình đã ký rồi nên là khi mình bấm lại thì nó đăng nhập vào ngay. Thì cái thời gian mà họ phân phối về ví thì mình chưa thấy họ ghi, nhưng mà bên trên thì các bạn sẽ nhìn thấy dự án ghi là đã di chuyển sang SLN với địa chỉ ví của mình. Nhưng mà tuy nhiên thì mình kiểm tra trên ví này thì mà chưa thấy, mà nó chạy ở trên cái mạng là Polygon. Thì đối với cái hợp đồng thông minh mà bên phía OKX này họ cho thì khi mình ép vào nó lại không đúng nhé. Nó báo là cái mã ví cá nhân nhé. Đây mình chép này, sao chép mình đưa sang cái ví MetaMask này, bấm ở chỗ là nhập token và các bạn dán cái hợp đồng ở đây thì nó báo là cái địa chỉ hợp đồng này là cái địa chỉ cá nhân nhé. Thì như vậy ở trên cái nền tảng mạng Matic này mình không thêm được, thì mình đổi thử sang cái mạng ETH nhé. Mình bấm ở chỗ nhập token này, sang bên là token tùy chỉnh này, thì các bạn sẽ dán cái mà con check ở đây. Bên mạng ETH thì nó hiện lên nhé, mình bấm là tiếp theo này, nhưng mà cái số dư của mình thì nó thấy báo là không, có nghĩa là vẫn chưa thấy về ví đâu. Thì mình cứ bấm ở đây là mình thêm nhé. Thì như vậy cái hợp đồng mà OKX cung cấp ấy là mình thêm ở bên cái mạng là Ethereum, mạng ERC20 của ETH thì mình thêm được. Còn đối với mạng mạng Polygon ấy thì mình thêm là nó báo là không được nhé. Đây mạng Matic này thì khi mình thêm ấy nó báo là cái ký tự thừa nhé, là không được. Thì các bạn sẽ lấy cái con check này, mình cũng sẽ để ngay bên dưới phần mô tả của là video. Còn nếu mà các bạn muốn lấy trực tiếp, các bạn lên cái trang X, trang Twitter dự án SmartLayer, và các bạn kéo xuống bài viết bên dưới, bấm vào cái phần của là OKX như này. Đây có một đường link thì các bạn bấm vào đây. Các bạn kéo bên dưới thì các bạn có thể đọc một cái thời gian mà gửi nạp cái đồng coin này vào lúc là 11:00 ngày 21 tháng 2, mà thời gian giao dịch là vào lúc 15 giờ ngày 23 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Thì ở đây chính là cái hợp đồng thông minh, các bạn có thể là sao chép và các bạn mở cái ví mà đang liên kết với dự án thì các bạn thêm cái contract này vào. Nhưng mà hiện nay thì mình thêm được ở trên cái mạng là Ethereum Mainnet, còn đối với mạng Polygon thì khi mình thêm không được. Còn tuy nhiên ở cái phần mà liên kết ví ban đầu này thì mình thấy nó báo là liên kết mạng Polygon rồi. Như vậy đây nó báo mình là sai mạng nhé, thì mình sẽ đây các bạn nhìn thấy là khi mình đổi sang cái mình đang để mạng ETH này, nó báo là sai mạng này, thì mình đổi sang cái mạng là Matic nhé. Đó mình đổi sang mạng Matic này thì nó đúng mạng nhé. Như vậy cái này nó chạy trên cái mạng của là Matic, nhưng mà không hiểu sao thì bên phía OKX cho mình cái hợp đồng thông minh này thì mình chỉ có thêm được ở bên mạng là ETH, còn mạng Matic mình thêm thì lại không được, cứ báo là cái địa chỉ này là địa chỉ cá nhân nhé. Thì đó nó báo là cái địa chỉ cá nhân mình không thêm được nhé. Thì cái này mình cũng phải chờ để mình kiểm tra có cái thông tin nào mới thì mình sẽ cập nhật. Các bạn để ý cho mình là nếu mà có rồi như vậy thì các bạn để ý cho mình nếu mà có cái thông tin mới nào về cái hợp đồng thông minh này thì mình sẽ để ngay ở trên cái phần là tab cộng đồng nhé. Các bạn vào đây bạn bấm vào phần là tab cộng đồng, các bạn kiểm tra mình sẽ là cập nhật là nhanh ấy, thì mình sẽ để ở ngay trên tab cộng đồng này để cho bạn biết được. Hay là tất cả cái dự án nào mà cần phải là update nhanh thì mình cũng để ở trên cái tab cộng đồng. Và nếu như bạn nào mình không nhận được thông báo ấy, thì các bạn kiểm tra ở cái mục là đăng ký kênh của mình đấy. Nó sẽ có một cái quả chuông đấy, nếu lâu ngày bị lỗi chuông có nghĩa là mình vẫn bấm vào là nhận thông báo mà nó bị lỗi chuông, thì các bạn tắt chuông đi và các bạn lại kích hoạt lại là nhận tất cả thông báo ấy. Thì khi mà có một cái tin nào mà mình cần phải là cập nhật ngay ở trên cái tab này thì các bạn đều biết được, hay là những cái video là mình đăng lên thì nó cũng thông báo để cho các bạn biết được. Và tiếp theo về cái cách mà mình rút cái đồng SLN này về sàn OKX mình bán ấy, thì khi nào mà các bạn nhận về ví nhé, thì ở trên cái ví này mình muốn là rút lên sàn mình bán thì các bạn đăng nhập vào nền tảng OKX. Các bạn sẽ bấm vào chỗ là nạp ở bên là tài sản này, bấm vào nạp thì ở đây là cái loại mà tiền thì các bạn cần phải ghi cho mình là SLN. Nó sẽ hiện là Smart Layer này, các bạn sẽ chọn cái mạng của nó.
Thì ở đây chỉ có cái mạng SLN RC10, có nghĩa là nó thuộc cái mạng là ETH nhé. Và các bạn bấm vào tiếp theo này, các bạn bấm vào tôi đã hiểu này. Đây là cái contract của nó để cho mình gửi lên đây, cái mã ví ở trên sàn đấy. Thì các bạn đăng nhập vào ví, mình nghĩ là nó sẽ trả cho mình theo cái mạng ETH đấy. Các bạn đăng nhập vào ví này, thì khi mà mình nhận cái đồng SLN, các bạn bấm vào đây và các bạn bấm phần gửi đây. Mình dán mã ví vừa copy ở OKX vào đây và mình nhập số lượng mình sẽ rút. Và các bạn nhớ là khi mà mình rút thì mình trên cái ví MetaMask này các bạn phải có một cái lượng gas của là ETH. Thì các bạn có thể là mua cái ETH này ở ngay trên sàn OKX và mình rút về cái ví MetaMask với khoảng độ 5-10 đô để mình sẽ làm cái phí gas trong những cái kèo tiếp theo hay là những cái sự kiện nào mà chạy trên nền tảng mạng ETH này thì bắt buộc phải có đồng ETH. Thì cái cách mà mua ETH ở trên OKX, các bạn sẽ vào phần giao dịch ở đây. Các bạn có thể là gửi TRX lên đây hoặc là tất cả những cái đồng coin bao gồm cả USDT để mình mua. Nếu như mà các bạn không có USDT thì cái đồng ETH này các bạn có thể mua bằng rất nhiều những loại đồng coin khác, là chẳng hạn là ETH trên USDT hay là ETH trên USDC, và nó cho mình bán cả trên đồng TRX nhé. Như vậy thì nếu các bạn không tìm kiếm được là ở cái mục ETH này để mà mình ví dụ là cái đồng TRX các bạn muốn là lạp lên trên OKX để mình mua đồng ETH, thì các bạn ghi cho mình chữ là TRX này, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có chữ là TRX trên ETH, thì các bạn kích vào đây và có nghĩa là mình sẽ bán đồng TRX này sang đồng ETH. Thì đây là cái cách mà cho bạn nào mình không có USDT mà bạn có những cái đồng coin khác thì các bạn có thể là bán sang đồng ETH được, hoặc là các bạn bán sang USDT và các bạn có thể mua một cái lượng ETH khoảng 50 đô và các bạn rút về cái ví mình hold ở đây để mà làm cái phí gas. Các bạn cũng lưu ý cho mình là cái mạng ETH này phí gas mà khi mỗi lần mình chuyển đi chuyển lại qua những cái ví đấy thì cái lượng nó rất là tốn. Nó tốn hơn so với tất cả những cái mạng khác nhé, nên là ít người mới mà chuyển lặt vặt khoảng độ là 0.5 đô ETH hay là 0.1 đô ETH lắm, vì cái phí mà mình chuyển như vậy nó cũng trừ rất là nhiều. Thì các bạn có thể là mình xác định làm ESOT thì các bạn phải có phí gas ETH. Chẳng hạn bạn có USDT thì mình có thể vào đây mình mua khoảng độ là 10 đô đi, 10 đô như này, và các bạn có thể là chọn cái lệnh giới hạn hay là thị trường cho nhanh thì các bạn ghi là 10 đô vào đây. Sau khi mà các bạn mua được ấy, thì nó về cái ví, nó ở trên cái ví này thì các bạn bấm mục rút này, thì cái hình thức mà rút các bạn ghi cho mình cái chữ là ETH và đây là cái mạng Ethereum này, các bạn bấm vào đây và mình sẽ chọn là rút là on chain, mà có nghĩa là chuyển trên mạng blockchain. Và cái mạng mình rút ấy, thì nơi mình nhận ấy, thì các bạn chọn mạng nhé, thì mình chọn cái mạng là ERC20, có nghĩa là mạng chuẩn của là ETH. Và về cái ví mà các bạn muốn nạp, chẳng hạn là ví MetaMask này, các bạn sao chép mã ví, các bạn dán cái mã ví muốn nạp vào đây và các bạn sẽ nhập cái số lượng mà mình muốn rút, thì các bạn rút về cái ví MetaMask và mình sẽ làm cái lượng gas. Thì sau này rất nhiều cái dự án mà họ chạy trên nền tảng là mạng ERC20 thì mình sẽ có cái gas này. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn về cái cách mình thêm mã ví, mình claim cái đồng SLN của nền tảng Smart Layer, và mình cũng nghĩ là nó sẽ trả cho mình về theo cái mạng ETH đấy. Thì mọi thông tin nữa mình sẽ cập nhật ở ngay trên tab cộng đồng cho các bạn biết được. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình xin là dừng video đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.